Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía một số người thân của cố tổng thống Yasser Arafat rằng việc khai quật mộ là hành động không tôn trọng đến người đã khuất và vi phạm nghiêm trọng đến truyền thống của người Ả Rập, thi hài cố tổng thống Palestine đã được khai quật khỏi lăng mộ tại thành phố Ramallah vào sáng ngày 27 tháng 11 nhằm phục vụ quá trình điều tra nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của ông Arafat trước những nghi ngờ rằng ông đã bị đầu độc bằng polonium 210 hồi năm 2004. Sau khi được khai quật, thi hài cố tổng thống Palestine đã được đưa tới nhà thờ Hồi giáo gần đó. Tại đây, một bác sĩ người Palestine đã lấy mẫu từ thi thể ông Arafat và trao cho các chuyên gia đến từ Thụy Sĩ, Pháp và Nga, bởi theo đạo Hồi, chỉ có người Hồi giáo được xử lý thi thể của người theo đạo này. Các mẫu xét nghiệm sẽ được các chuyên gia nước ngoài đem về xét nghiệm riêng rẽ tại các phòng thí nghiệm ở Geneva, Paris và Moscow. Kết quả xét nghiệm dự kiến sẽ được công bố sau 4 tháng. Theo Ủy ban điều tra Palestine, nếu các chuyên gia Thụy Sĩ, Pháp và Nga phát hiện chất độc phóng xạ trong thi hài ông Arafat, chính quyền Palestine sẽ đưa vụ việc lên tòa án hình sự quốc tế. Ngoài ra, nhà chức trách Pháp sẽ mở cuộc điều tra riêng. Trước đó, các mẫu vật khác cũng được lấy từ phòng ngủ, văn phòng và tư trang của ông Arafat. Bằng chứng và những thông tin mà chúng tôi có, cũng như niềm tin của chúng tôi cho thấy Israel đã cố giết Tổng thống Yasser Arafat và bây giờ chúng tôi cần chứng minh điều đó. Tất cả các cuộc điều tra đang được tiến hành là nhằm tìm ra tất cả các bằng chứng có liên quan để đưa kẻ đứng sau vụ việc này ra tòa án hình sự quốc tế. Chúng tôi buộc tội Israel vì cái chết của cố lãnh đạo Yasser Arafat. Sự ra đi của ông là một vấn đề mang tầm quốc gia, khiến tất cả mọi người quan tâm, bởi ông là một nhà cách mạng, một lãnh tụ vĩ đại của Palestine. Chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi thủ tục để có thể vạch trần bộ mặt của những người tham gia vào vụ ám sát này. Chính quyền Palestine trước đó đã che phủ nhiều phần của lăng mộ Arafat bằng bạt xanh để tránh bị quay trộm, bởi cố tổng thống Arafat là nhân vật được nhiều người kính trọng và việc quấy rầy lăng mộ của ông đã bị lo ngại là sẽ làm dấy lên các cuộc biểu tình. Cố tổng thống Yasser Arafat là nhân vật đại diện cho phong trào kháng chiến chống Israel của người Palestine. Trong 2 năm cuối đời, ông bị lực lượng Israel giam lỏng tại trụ sở của ông ở Ramallah. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 2004, ông Arafat bất ngờ lâm bệnh một cách bí hiểm, bởi theo những người thân cận, chỉ sau một đêm, nhà lãnh đạo đột ngột mắc bệnh đau bụng trầm trọng. Ông Arafat sau đó được đưa sang một bệnh viện quân sự ở ngoại ô Paris của Pháp để chữa trị. Ngày 11 tháng 11 năm 2004, chỉ 3 tuần sau khi các triệu chứng bệnh xuất hiện, nhà lãnh đạo này đã qua đời. Các bác sĩ Pháp khi đó đã không thể xác định được nguyên nhân gây tử vong. Nhà chức trách nước này cũng không tiến hành khám nghiệm tử thi, theo đề nghị của bà quả phụ Suha Arafat. Cái chết của ông Arafat đã ngay lập tức làm dấy lên nhiều suy đoán khác nhau. Rất nhiều người Palestine đã lên tiếng tố cáo Israel đã đầu độc ông Arafat. Trong suốt 8 năm qua, mặc dù ông Arafat đã yên nghỉ, song nghi ngờ của người Palestine chưa bao giờ lắng xuống. Về phía Israel, nước này đã phủ nhận cáo buộc có liên quan đến cái chết của lãnh đạo Palestine, đồng thời đã trao cho lãnh đạo Palestine tất cả những hồ sơ y tế vốn chưa từng được công bố sau sự ra đi của ông Arafat. Cho đến nay, tập hồ sơ này vẫn chưa được mở. Sự nghi ngờ về cái chết của ông Arafat của người Palestine có thể sẽ không bao giờ được giải tỏa nếu một số chuyên gia của Thụy Sĩ không tuyên bố phát hiện được lượng polonium cấp độ cao trên quần áo của cố lãnh đạo Palestine. Phát hiện này đã ngay lập tức đưa các công tố Pháp vào cuộc kể từ hồi tháng 8 vừa qua nhằm tìm ra chân tướng của vụ việc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế thế giới, việc xác minh cái chết của nhà lãnh đạo Palestine có thể dẫn tới nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Năm 2006, chất độc polonium đã sát hại cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko ở London, Anh. Tuy nhiên, hãng tin CNN dẫn lời chuyên gia François Bouchut đến từ Viện Vật lý Thụy Sĩ cho biết trường hợp của ông Arafat không giống với cái chết của điệp viên Nga Litvinenko. Trước khi chết, tủy xương ông Arafat không bị hủy hoại. Trong các vụ nhiễm độc polonium, tủy xương luôn bị phá hủy. Ngoài ra, ông Arafat cũng không bị rụng hết tóc. Nếu ông Arafat bị đầu độc bằng polonium 210, thì rõ ràng kẻ sát hại muốn đưa ra một thông điệp, bởi chất độc này rất dễ bị phát hiện trong thi thể người chết. Có rất nhiều loại độc dược khác nhau để ám sát một người mà không để lại dấu vết. Bên cạnh đó, giả thuyết về khả năng nhiễm độc của ông Arafat cũng đặt ra một nghi vấn rằng nếu kẻ sát hại ông Arafat sử dụng polonium 210, thì nó phải được đưa vào cơ thể ông qua đường ăn uống hoặc tiêm vào người ông. Điều này có nghĩa là thủ phạm đã tiếp cận được nhà lãnh đạo Palestine.
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức trong Ủy ban điều tra Palestine cho biết, nếu ông Arafat bị đầu độc, chắc chắn sẽ có một người Palestine là đồng phạm trong vụ việc này. Đối với những nghi ngờ trong suốt 8 năm qua, cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết của nhà lãnh đạo Palestine là mối quan tâm lớn của người dân nước này. Tuy nhiên, ở một quốc gia mà những giá trị truyền thống luôn được tôn vinh, thì việc khai quật lăng mộ của người quá cố đã để lại nhiều ý kiến trái chiều. Là một người dân Palestine, tôi ủng hộ việc khai quật để tìm ra sự thật. Tôi không ủng hộ việc này, nó sẽ làm tổn thương nhà lãnh đạo Arafat và người thân của ông ấy. Quá trình khai quật thi hài của Tổng thống Palestine đã được thực hiện và kết quả xét nghiệm sẽ có trong thời gian tới. Hãng tin Reuters dẫn lời giới phân tích cho biết, dù kết quả xét nghiệm trên có như thế nào, thì nó cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến mối quan hệ giữa Palestine và Israel hiện nay. Bởi hiện tại, tình hình bất ổn vẫn chưa thực sự chấm dứt ở Palestine. Nó đã đủ tồi tệ và không một ai muốn làm cho tình hình trở nên xấu hơn. Bên cạnh đó, người dân của cả hai quốc gia này cũng đang dồn mọi nỗ lực của họ vào tiến trình hòa bình của đất nước. Trong khi đó, theo các chuyên gia tham gia xét nghiệm, cuộc khai quật và xét nghiệm lần này có thể sẽ không giải mã được nhiều bí ẩn bởi polonium-210 là chất phân hủy nhanh. Giả sử ông Arafat có bị đầu độc thật, thì lượng polonium còn dư lại có thể sẽ không đủ để làm xét nghiệm. Ông Arafat đã qua đời được 8 năm. Điều này có nghĩa là dù phát hiện ra polonium trong xương của ông ấy, thì số lượng này cũng đã giảm đi rất nhiều. Điều này sẽ gây khó khăn trong việc khẳng định lượng polonium trong cơ thể ông Arafat cao bất thường. Mặc dù vậy, dư luận Trung Đông cho rằng nguyên nhân cái chết của cố Tổng thống Yasser Arafat vẫn phải được điều tra. Có như thế, gia đình ông cũng như người dân và chính quyền Palestine mới có thể thật sự để lại quá khứ sau lưng.